Rồi, chào cả nhà nha. Hôm nay mình đi thăm bẫy gắn cả nhà. Hai cái đầu tiên mình đặt nó hàng cây đó, đó. Đây. Nhưng mà bên đó giờ đang có người nha cả nhà. Cho nên mình qua thăm bên đây trước nha. Đây. Góc bờ trước này mình có một cái nè. Cái này hôm bữa là mình thăm cái thứ ba nha. Bây giờ mình thăm trước để lát nữa bên bên kia vắng người mình qua thăm bên kia nha. Đây, giờ cái này cái đầu tiên luôn. Hôm bữa nay dính con hành kẹt đầu nè cả nhà. Rồi, một con kẹt đầu nữa cả nhà ơi. Rồi, con này chết luôn rồi. Cái đầu tiên. Rồi, để mình xử lý nó nha. Bờ tường này mình có hai cái nè. Hôm bữa là mình thăm đầu tiên nha. Giờ. Rồi, con gì tha qua đây luôn rồi. Con gì tha cái bẫy ra ngoài luôn trời. Chuột chết luôn rồi. Rồi, cho mình vô chuột đặt lại nha. Tới cái tiếp theo luôn. Cái này chính trước mình dính được con ngựa nè. Ồ, cái này dính được con hành đó nha cả nhà. Con hành này cũng to nha. Đây. Quá đã luôn cả nhà ơi. Đây. Để mình ra tới giỏ mình bắt cho cả nhà xem nha. Cái giỏ mình để trước đẳng lần cả nhà ơi. Rồi, để mình tháo con hành này ra cho cả nhà xem nha. Con này cũng to nha cả nhà. Cái nhà này. Con này 5 lạng trên 5 lạng nha. Ui, nắng quá trời nắng luôn. Đây. Con này có 5 lạng rưỡi cả nhà ơi. To nha. Quá đã. Cái thứ ba. Rồi. Đi ở lưới luôn. Đây. Mình thả mình dính con hành kẹt đầu nè cả nhà. Mình tưởng nó chết đây rồi nó còn sống nè. Lấy luôn. Ba cái được hai con rồi nha. Quá em. Rồi, để mình để chuột đặt lại luôn nha. Ở đây mình có một cái nữa nè. Rồi. Con gì nó móc ra luôn cả nhà. Sao cái hôm nó hả quạt luôn trời. Chắc con chó gì nó móc ra cả nhà ơi. Cái này không dính này. Rồi, tới cái tiếp theo luôn. Đây, cái tiếp theo mình đặt ở trong này nè. Đây cả nhà, thấy bọc lúa ép ra ngoài nha. Không biết con chuột ép hay là gắn nó ép nữa.
chín này cả nhà ơi. Khô hành nha. Con này cũng nhỏ à. Chết hay gì cả nhà ơi. Kiến quá. Rồi ngẫm mà cả nhà ơi. Kiến nó cắn quá. Ấy còn sống. Còn sống nha. Để mình cấp cứu nó ngay cả nhà ơi. Đây, con rắn dính nãy đây cả nhà. Kiến nhiều quá cả nhà ơi. Nó bị ngáo rồi. Đây, nãy mình mới dính thêm một con nữa nè. Mà có người ta mình quay không được cả nhà ơi. Đây, phân nó nè. Đây, chuột ói nè. Đây. Con này cũng khoảng 4-5 lạng nha cả nhà. To đó. Rồi, nếu mình dừng dân chống mình bắt hai con này ra ngay nha. Con này kiến nó cắn nó muốn chết luôn rồi cả nhà ơi. Đây. Con thứ ba nha. Lại cho nhà ơi. Con này khoảng 4-5 lạng nha cả nhà. 5 lạng á, 4 lạng mấy 5 lạng á. To á. Rồi. Rồi gió lưới luôn. Rồi, tiếp tục luôn cả nhà ơi. Rồi. Giờ tới luồng bẫy thứ hai luôn cả nhà ơi. Cái tiếp theo nha. Hồi nãy mình mới đặt xong một giỏ bẫy nữa cả nhà ơi. Giờ này cũng chiều rồi. Luồng này mình còn nó 9 cái nữa nha. Trong này mình có một cái nữa nè. Tối thui. Rồi, không dính này cả nhà. Chuột chết mất tiêu rồi. Đây. Hồi nãy mình mới thăm hai cái dính được hai con nè. Để mình tháo ra cho cả nhà xem nha. Đây. Còn hổ ngựa nha cả nhà. Đây, con này mới đặc biệt nè cả nhà. Để mình tháo ra cho nhà xem nha. Đây, 1, 2, 3, khui. Dính con mèo luôn cả nhà ơi. Đây, chui vô bẫy luôn cả nhà. Rồi, thì mình dựng chân trống mình thả con này ra nha cả nhà. Dính cái tay cả nhà.
con ngựa này khoảng 4 lạng cả nhà ơi. Đây. 4 5 lạng nha. Rồi, để mình nè. Đi gỡ lưới luôn. Rồi để mình vô lúa vô chuột rồi đặt lại luôn nha. Giờ này cũng 5 giờ mấy rồi cả nhà. Cái nào dính thì mình quay, cái nào không có dính thì mình không có quay luôn nha. Cái nào dính thì mình quay mình bắt cho cả nhà xem nha. Để tranh thủ thời gian cả nhà ơi, tối rồi. Bờ này mình có một cái nữa nè. Đây có hàng nha cả nhà, chuột còn luôn cả nhà ơi, dính con ổ hành nha. Rồi nếu mình nè kiếm chỗ bắt nó ra luôn. Đây hồi nãy mình mới thăm hai cái nè, dính được hai con nữa nè cả nhà, để mình bắt cho nhà xem nha. Con này chuột còn luôn cả nhà ơi, kẹt đầu nữa nè. Đây, cái mình bắt con này với con hèo ở nhà, con hèo nhỏ nè. Con này mini cả nhà. Đây, con này nhỏ quá để mình bắt mình thả luôn nha cả nhà. Con này thì kẹt đầu xử lý hơi lâu nha, mình đúc máy tại đây luôn cả nhà ơi, ca này hơi lâu nha, giờ này cũng trễ để mình tranh thủ làm cho nhanh nha. Rồi giờ mình cũng thăm xong rồi nha, mình về tới nhà nè, cũng tối cả nhà, có thằng Hào nữa nè. Hào chào cả nhà các ơi. Hello cả nhà. Đây thành quả hôm nay nha, đây quá êm luôn cả nhà ơi, tầm 3 kg nha cả nhà. Rồi. 3 kg khỏe, 3 kg khỏe. Video của mình cũng xin kết thúc tại đây nha. Hẹn gặp lại cả nhà trong video sau luôn.